bạn đã đến với kênh của mình. Mình là Đạt TV. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip về ẩm thực. Thì mình đang đi cắt xã nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi cắt xã đi về làm cái món này. Món này là các bạn sẽ biết. Cảm ơi. Dạ. Cảm ơi. Cảm. Dạ, gãy kéo rồi. Đây. Ở đây là chúng ta cần số lượng xả cũng khá là nhiều nha các bạn. Đó. Xả này là nhà mình trồng nha. Đó. Trời ơi, giờ này đi mần cỏ hay. Rồi. Bây giờ thì cũng chưa rồi nha các bạn. Mình làm cỏ. Cắt tỉa cho nó gọn gàng. Rồi chúng ta đã được rồi. Rồi bây giờ đi về nhà ha. A few moments later. Đây các bạn, thì bây giờ thì mẹ mình đang rửa gà nha. Đó, mẹ mình rửa bằng muối cho nó sạch con gà. Ta ăn thì nó sẽ không bị hôi. Đó. Lúc nãy mình đi hái xả về là để làm món gà nướng xả nha các bạn. Đó. Chút nữa mình sẽ làm thêm một món nữa. Thì các bạn hãy chờ xem là món gì nha. Đó các bạn, thì bây giờ mẹ mình đang cắt gà nha. Để chúng ta dễ ướp hơn. Đó là cái chân gà. Chúng ta cắt ra gì nè, ướp xong dễ nướng, với lại chút nữa chúng ta sẽ dễ ăn hơn. Thấm như con gà. Ăn rất là ngon nha các bạn. Đó, phần cái đùi. Rồi các bạn, thì bây giờ thì mình sẽ đi hái đậu bắp nha. Đậu bắp để ăn kèm với cái gà nướng đó cho nó ngon hơn. Rồi. Đi qua đây nè. Đây, ủ xin. Mình cho anh hai chiếc ốc giờ. Cầm cái gỗ đi, thì cầm cái thao đi để cắt. Nè, thấy tay em có gì? Cái này là đậu bắp, này là mẹ mình trồng nha các bạn. Giá gì vậy là ăn được nè. Còn ngon. Giá nó già quá. Là ăn nó dai. Anh cầm ba chớp nè. Hồi mà anh hai mình mà có láo xược chứ mình giận ba chớp nè. Cho nên mình ăn. Trái này như thế này nó bự như vậy nhưng mà nó già. Bỏ. Già là bỏ. Người ta hái thì mình nhắc cái đầu. Đi. Đi cầm đi em. Bự quá mà. Trái này là nó còn ăn được nha các bạn. Nắng lắm bạn ơi, 12 giờ trưa. Giờ khoảng 12 giờ mấy rồi, 1 giờ. Rất nắng luôn. Dạ. Này về nhà chắc hồi vừa có gà mà vừa có khô ăn luôn. Ở đây có rất là nhiều cái con cánh cam luôn đó các bạn.
Rất là nhiều những con cánh cam trong đây nè. Đây nữa nè. Những con này mình không biết là nó hoạt động như thế nào ở đây, mình thấy nó rất là nhiều. Chả biết làm cái gì. Trái này già nó mà khỏe như vậy mà nó không có được gãy như vậy nè. Cái trái như vậy nè ha. Chúng ta bẻ như vậy. Đó là nó gãy như vậy là ăn được. Còn cái trái này mình chúng ta bẻ mà nó dai quá thì nó đã già rồi, không ăn được. Trái này nhỏ xíu mà nó mà bẻ nó không gấp. Vậy là nó già. Nó già rồi đó. Trái như vậy. Nó nhỏ nhưng mà nó cũng già nha các bạn. Ông cụ non đó. Cái này mình hái cũng chắc cũng khá là nhiều đó, tại hôm nay là có anh mình đến chơi cho nên mình hái nhiều để ăn. 1 hour later. Rồi bây giờ mình sẽ cắt đậu bắp nha các bạn. Đậu bắp nãy mình đã hái dưới vườn. Sẽ chiên trứng để làm món kim bắp nha. Đó. Mình chiên trứng ra làm món cơm cuộn hết đó, cơm cuộn ong biển nha. Chúng ta đánh trứng lên. Nêm nếm gia vị này kia vô cho vừa ăn rồi chúng ta sẽ chiên. Đánh đều trứng lên nha các bạn. Bây giờ thì mình đang chiên trứng nha các bạn. Đó. Mình chiên trứng. Rồi các bạn, bây giờ là mình đã chiên trứng xong, bây giờ thì mình sẽ cắt trứng nha. Nóng quá các bạn, để mình cắt xúc xích này trước đi.
Thì mẹ mình đã gần nướng xong gà nha các bạn. Đó, bên đó thì còn bắp, bắp bên đó với đậu bắp này kia. The next day. Rồi các bạn bây giờ thì mình ra nha. Rồi cho hỏi coi ăn ngon không bạn? Ngon lắm nha, gà rất là ngon luôn, dai ngon. Còn cái này của mình thì nó quá ngon rồi, ngon gà nữa, tại mình làm rồi. Rồi ăn ha. Ngon. Mình thấy hai cái nào cũng ngon á. Ngon luôn nha các bạn. Cái này cũng ngon lắm mà con cái cũng hơi bự. Ngon không Pháp? Ngon làm sao ta? Ngọt của gà, thơm của sả. Gà dai dai ngon. Video này thì cũng dài rồi. Các bạn nào xem video của mình, nếu thích thì hãy cho mình xin một lượt đăng ký, nhấn vào cái chuông, nhấn like thật là nhiều để mình có thêm động lực để làm những video khác hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt nha.